It's real. Hey yo, và xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người trở lại với Nụ Súp. Và đây là Đạt, đến từ Casual Friend Family. Thì hôm nay tụi mình có một cái chuyến đi pop-up cái store Villon đó Đạt. Villon ở Tampa. Hiện tại đang là cái sự kiện Super Bowl ở chỗ mình, ở Tampa, Florida. Cho nên là cũng có rất là nhiều những cái sự kiện được kéo theo cái Super Bowl đó. Thì let's go. Okay, để mình giải thích thêm cho các bạn nghe là tại sao chúng ta có mặt hôm nay. Ở ngay Tampa này sẽ có sự kiện Super Bowl vào ngày mai. Và designer chính của Villon ghé ngay hôm nay có mặt tại Tampa và quyết định pop up một cái tiệm Villon ở giữa ngay lòng Tampa này. Mình rất là kiểu quá excited. Không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra hoặc là sẽ có một cái mẫu gì xuất hiện. Chưa có gì xuất hiện trên network hết. Nên là mình sẽ cho các bạn xem sau. Tính ra là mình đợi bao lâu ta? Mình đợi gần 1 tiếng rưỡi. Giờ đó không có gì hết, không mua được gì hết. Nói chung là không phải mua được, nhưng mà đủ má so với mình là đéo đáng. Nó bình thường quá, nó kiểu nó cũng không có drop gì mới mà nó cũng không có gì thú vị hết. Không phải là giá retail nhưng mà nó là resale. Nhưng mà nó làm giống như là pop up, cái mình tưởng là nó sẽ bán giá retail cho nên là mình xách đồ đi mua. Yo, mình là fan của Villon luôn, mình là fan của ASAP mà mình là người mà yêu thích những thứ mà Villon làm. Các bạn thấy không, mình mua nguyên cái áo Villon cũ từ thời mà Villon collab với Fraction luôn, nhưng mà hôm nay đúng á, bạn đã bị lừa rồi, đúng á. Thực ra là mấy collab nó đã ra lâu rồi và giá retail là nắm trong đầu hết, đâu có qua được mình, đâu có lừa được mình đâu. Nhưng mà thiệt ra cái mục đích của video này á, đó là Đạt em muốn drop bao nhiêu cái invite. Bạn muốn nhìn vai cho mình đúng không á, mình làm nhìn vai cho các bạn nha. Nói thiệt luôn, nói chung là hôm nay cũng không có gì vui hết á, nhưng mà thôi kệ, lỡ xách xe ra ngoài rồi, cho nên là má mình, các bạn thấy sao, casual boy, casual fan family, mình sẽ cho các bạn một cái invite nho nhỏ, mấy cái cho bạn, 5 cái luôn, 5 cái nha, rõ ràng 5 cái nha. Rồi coi, never expire. Đây là cái invite nha các bạn. Ok. Never expire. First come first serve. Mình hứa với các bạn luôn là bạn vô nhóm này bạn sẽ không thất vọng. Mình có tất cả mọi thứ các bạn cần và mình sẽ giúp các bạn tới khi nào bạn cút thì thôi. Let's go. Casual fan family, let's go. Và nếu mà các bạn thích những cái video như thế này, có thể để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Và ngoài ra mình sẽ drop thêm vài cái invite của Willy Cup vào ngày mai nữa. Thì các bạn đón xem nha. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Peace out.